Hello các bác, thì hôm nay em có bắt gặp một tổ ong vú nha các bác. Thì đây là một tổ ong lần đầu tiên em thấy luôn á. Tổ ong này được một ông anh hàng xóm bắt được nha các bác. Thì đây là một tổ ong nhìn khá là dị nha. Em đã bắt được nhiều loại mặt lắm rồi mà đây là lần đầu tiên em thấy loại mặt này nha các bác. Em nhìn thấy hơi lạ nhưng mà tổ ong này khá là khó tìm nha mọi người. Vì những con ong này nó thường làm trong cái hốc cây á. Mà hốc cây thì thường là rất là khó lấy nha mọi người. Thì tổ ong này em ước tính thì khoảng được gần 1 lít thôi, không nhiều đâu nhưng mà lần đầu tiên bắt được nên hơi vui các bác ạ. À. Mặt này có vị lạ lạ, mọi người có tên gọi khác cho ong này không? Nhớ comment vào phía dưới nha.